Tử vi thứ tư ngày 7 tháng 6 năm 2023 của 12 cung hoàng đạo hé lộ về công danh, tình duyên, tiền bạc. Sức khỏe ngày hôm nay của bạn chính xác nhất. Để xem đầy đủ chi tiết đăng ký hoặc truy cập YouTube tuvimoingay.vn. 1. Cung Bạch Dương xem bói tử vi thứ tư ngày 7 tháng 6 năm 2023 của 12 cung hoàng đạo nói rằng Bạch Dương thiếu đi cảm giác an toàn lúc này. Nếu muốn được người khác tư vấn thì bạn cũng phải thành thật với họ trước đã nhé. Lắng nghe thật kỹ khi ai đó đề xuất với bạn các ý tưởng ngày hôm nay. Tin tưởng vào bản năng của đối phương là cách để bạn cùng họ đi đến một hành trình thú vị hơn. Chòm sao này cần tạo bất ngờ nho nhỏ cho người ấy để tránh đi sự nhàm chán trong mối quan hệ của hai người suốt nhiều năm quá bạn nhé. Những bản nhạc nhẹ nhàng du dương sẽ giúp bạn dễ ngủ, giảm thiểu được căng thẳng và áp lực mà bạn chịu đựng hôm nay. Con số may mắn của Bạch Dương ngày 7 tháng 6 năm 2023 là 15 và 62. 2. Cung Kim Ngưu tử vi 7 tháng 6 năm 2023 dự báo rằng Kim Ngưu hay buồn vu vơ. Không cần tìm hiểu rõ nguyên nhân gốc rễ, bạn chọn những việc làm cho mình cảm thấy vui và bận rộn với nó xem sao. Chòm sao này sẽ đầy đủ năng lực cần thiết để làm điều mình muốn mà không phải sợ hãi điều gì. Thế nên, đây là ngày để bạn tự tin chứng tỏ mình và làm tốt mọi việc đấy. Bạn hãy ở bên vỗ về. Nói những lời động viên cho một nửa của mình, họ tin tưởng ở bạn và cần bạn làm chỗ dựa tinh thần. Thứ tư này bạn cần tính toán kỹ một chút trước khi đưa ra quyết định liên quan đến tiền. Mặc cho ai đó cho rằng bạn quá khó tính vì thực sự bạn mới là người đảm bảo cho tương lai của mình. Con số may mắn của Kim Ngưu ngày 7 tháng 6 năm 2023 là 66 và 98. 3. Cung Song Tử vô lo vô nghĩ, bạn ưa cảm giác thoải mái nên không chịu được sự gò bó khi ai đó thúc ép mình. Không phải ai cũng lợi dụng bạn nên đôi khi bạn cần học cách tin tưởng người khác. Khi bạn tin ai đó, bạn trao cho họ cơ hội để tin tưởng mình. Mọi thứ đều là con đường hai chiều. Về phương diện tình cảm, Song Tử rất thẳng thắn chia sẻ những vấn đề mà bạn đang gặp phải, người ấy cần hiểu tình trạng của bạn ở hiện tại. Cung hoàng đạo này nên tìm hiểu và chọn cho mình một môn thể thao phù hợp với thể lực của bản thân và không cần phải cố gắng bắt chước bất cứ ai cả. Hãy tìm niềm vui trong việc tập luyện. Có như thế bạn mới có thể duy trì lâu dài thói quen này. Con số may mắn của Song Tử ngày 7 tháng 6 năm 2023 là 11 và 35. 4. Cung Cự Giải xem tử vi miễn phí 12 cung hoàng đạo tiết lộ Cự Giải càng nhường nhịn càng dễ bị lấn át. Có những lúc bạn cần biết nói không để đừng làm tốn thời gian của đôi bên. Thứ tư này chòm sao này có được thành tích tốt và nhận được lời chúc tụng của mọi người. Thành quả có được là nhờ vào sự kiên trì và bền bỉ của bạn trong thời gian dài vừa qua. Một nửa của bạn có được niềm vui nho nhỏ và không quên chia sẻ với bạn. Điều này giúp bạn có thật nhiều niềm vui và tiếng cười. Có nhiều dấu hiệu khởi sắc trong lĩnh vực tài chính khiến bạn cảm thấy vững tin hơn. Bạn cũng rất ý thức việc tiết kiệm để đảm bảo cuộc sống cho mình. Con số may mắn của Cự Giải ngày 7 tháng 6 năm 2023 là 78 và 90. 5. Cung Sư Tử theo tử vi ngày mới, Sư Tử rất sâu sắc trong tình cảm, bạn muốn có sự kết nối thực sự chứ không đơn giản là sự hời hợt nói chuyện đôi ba câu rồi thôi. Chỉ một lời khuyên vô tình của bạn cũng đủ giúp cho ai đó thay đổi cuộc sống. Do đó sẽ không ngại dùng kinh nghiệm của mình để chia sẻ cho mọi người bạn nhé. Hiện tại có lẽ nên tạm dừng các mối quan hệ đang đòi hỏi sự cam kết cao. Có lẽ mọi thứ đang diễn ra quá nhanh hoặc quá chậm và việc này đều cần bạn xem xét lại. Chòm sao này mong ngóng có được ngay kết quả khi mới tập thể thao là điều không thể. Hãy hình thành thói quen tốt trước đã nhé, và từ từ mọi việc sẽ như ý. Con số may mắn của Sư Tử ngày 7 tháng 6 năm 2023 là 76 và 89. 6. Cung Sử Nữ Tử Vi phương Tây cho thấy sử nữ không thể chịu được sự bừa bộn và sẽ dọn dẹp ngay lập tức. Tuy nhiên, hạn chế việc vừa làm vừa chửi mắng nhé. Thứ tư này bạn sẽ nhận ra rằng những thời điểm khác nhau cần tốc độ làm việc tương ứng. Điều này sẽ giúp bạn tiếp cận và xử lý tình huống nhanh chóng, hiệu quả hơn. Sử nữ hãy tận dụng thời gian này để rà soát lại những dự án cá nhân liên quan tới tình hình tài chính và vạch ra một kế hoạch cụ thể để hoàn thành chúng. Chòm sao này đang mong ngóng có được bước tiến mới trong chuyện tình cảm nhưng dường như điều này không xảy ra. Bạn nên lấy lại sự chủ động thay vì chờ ai đó thay đổi theo ý mình. Con số may mắn của Sử Nữ ngày 7 tháng 6 năm 2023 là 87 và 90. 7. Cung Thiên Bình đang cố tô hồng mọi việc vì không muốn đối diện với thực tại. Tuy nhiên, về mặt nào đó thì sự tích cực này cũng có phần hiệu quả. Vận may bất ngờ đến hỗ trợ cho những nhiệm vụ của bạn trở nên dễ dàng hơn, cho dù trước đó có việc bạn cảm thấy mọi thứ khó khăn như thể không có cách nào xử lý. Thứ tư này Thiên Bình sẽ muốn tổ chức những buổi tụ họp với bạn bè hoặc gia đình. Mục đích cũng là giúp tình cảm giữa mọi người khăng khít hơn. Sau nhiều ngày cố gắng điều chỉnh lại lịch sinh hoạt thì hôm nay bạn đã có đủ thời gian để ngủ ngon giấc, đảm bảo sức khỏe cho ngày mai. Con số may mắn của Thiên Bình ngày 7 tháng 6 năm 2023 là 56 và 88. 8. Cung Bọ Cạp trải qua cảm giác hụt hẫng, không hài lòng với những gì đang diễn ra trước mắt mình. Có những sai sót có thể xảy ra và bạn bắt đầu nghi ngờ. Thế nhưng nếu bạn bình tĩnh lại thì sẽ nhận ra bạn cũng là người đóng góp cho những lỗi lầm ấy. Chòm sao này sẽ đòi hỏi nhiều hơn cảm giác quen thuộc, an toàn trong các mối quan hệ của mình. Do đó mà khiến mối quan hệ lúc này trở nên căng thẳng hơn rồi đấy. Thay vì đợi ai đó hỗ trợ tài chính thì bạn cũng nên chủ động tìm các cơ hội gia tăng thu nhập, việc này giúp bạn cảm thấy tự tin hơn, có tiếng nói hơn. Con số may mắn của Bọ Cạp ngày 7 tháng 6 năm 2023 là 11 và 67. 9. Cung Nhân Mã cảm thấy khó khăn khi đối mặt với áp lực. Thế nhưng nếu vượt qua được điều này bạn sẽ nhận ra mình trưởng thành hơn. Chòm sao này sẽ phải sắp xếp lại thời gian biểu của mình. Bạn đang mắc kẹt giữa guồng quay công việc và cuộc sống cá nhân. Những ai đã có đôi nên cân nhắc cho mình và đối phương thêm không gian riêng tư. Điều này sẽ giúp cả hai bạn nhận ra tầm quan trọng của nhau ở hiện tại. Nhất định phải rõ ràng trong chuyện tiền nong, với những ai mập mờ thì không nên giao du. Bạn chỉ cho phép mình sai lầm một lần mà thôi. Con số may mắn của Nhân Mã ngày 7 tháng 6 năm 2023 là 10 và 88. 10. Cung Ma Kết Tử Vi hàng ngày 12 cung Hoàng đạo nói rằng Ma Kết rất bao dung, bạn biết cảm thông, thấu hiểu hoàn cảnh của đối phương. Thế nhưng cẩn thận với những kẻ đang cố tình lợi dụng lòng tốt của bạn. Cung Hoàng đạo này mong muốn thực hiện ngay một số dự án đang tìm hiểu. Thử bắt tay hành động đi. Bạn sẽ có thêm những ý tưởng mới, còn việc thành công hay không đừng quá mong đợi. Thứ tư này, Ma Kết được khơi dậy được nét gợi cảm và quyến rũ bên trong mình, giúp bạn dễ dàng hâm nóng lại tình cảm giữa cả hai. Các bạn độc thân cũng tận dụng lợi thế đó để gặp gỡ đối tượng phù hợp. Chòm sao này đang cảm thấy khá hào hứng với việc có kế hoạch ăn uống lành mạnh hơn trong thời gian tới và đang từng bước thực hiện. Bạn nên chia sẻ để mọi người có thể hỗ trợ bạn nhé. Con số may mắn của Market ngày 7 tháng 6 năm 2023 là 34 và 88. 11. Cung Bảo Bình tử vi 12 chòm sao Tây Phương chỉ ra rằng Bảo Bình không có khả năng kỷ luật bản thân nên bạn khó đạt được một mục tiêu đã đề ra từ trước. Lúc này bạn cần có ý thức thay đổi càng sớm càng tốt. Không phải cứ liên tục làm việc mới hiệu quả, thực ra, nếu cảm thấy đã quá mệt mỏi hãy lánh đi một chút khỏi cuộc sống bộn bề. Thứ tư này Bảo Bình sẽ nhạy cảm, dễ dàng trở nên nóng nảy và cáu gắt. Vì vậy, hãy cố gắng giữ bình tĩnh và chú ý đến ngôn từ trong lúc giao tiếp để tránh gây ra những hiểu lầm không đáng có. Chòm sao này cần hạn chế việc vay mượn kẻo nó làm ảnh hưởng tới tài chính trong tương lai của bạn, với vòng quay mượn và trả nợ bạn sẽ chẳng để dư ra đồng nào đâu. Con số may mắn của Bảo Bình ngày 7 tháng 6 năm 2023 là 11 và 90. 12. Cung Song Ngư tử vi ngày mới cho biết Song Ngư khao khát trở thành người có sức ảnh hưởng và muốn mọi người có cái nhìn sự việc khách quan hơn, bao quát hơn. Cung Hoàng đạo này chợt nhận ra rằng việc quá trung thực hay thẳng thắn đôi lúc không phải là lựa chọn tốt nhất. Bạn sẽ tránh được những mâu thuẫn không đáng có. Thậm chí đẩy nhanh tiến độ công việc nếu biết tiết chế lời nhận xét về những người xung quanh. Về phương diện tình cảm, Song Ngư hãy nên dành thêm thời gian cho việc hẹn hò. Bất kể bạn đang độc thân hay đã có chủ, việc xa nhau quá lâu có thể là nguyên nhân khiến cảm xúc phai nhạt. Thời gian vừa qua chòm sao này đã quá vất vả rồi. Hãy lên kế hoạch cho một chuyến du lịch nghỉ dưỡng trong thời gian tới để nạp lại năng lượng nhé. Con số may mắn của Song Ngư ngày 7 tháng 6 năm 2023 là 34 và 66.